សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិត្រួសត្រាស់របស់Xiaomi Pad 5ដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានចំណុចល្អច្រើនបាទខ្ញុំឆ្លងកាត់ការតេស្តប្រើវាមួយរយៈដែរខ្ញុំឃើញថាវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនដែលខ្ញុំចង់យកវាមកបង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់Mi Pad 5ដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺមានពណ៌ខ្មៅហើយក្នុងខាងក្រោយវាជាជ័រផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចកញ្ចក់អញ
miên cổng ra 6.9mm cho mỗi nâng tổng ngôn 511g. Tổng hôm phần này cứ vì nghe sửa chấp căn pra pra hỏi bảo vì mình thức ngôn tế và tôi bây chỉ dương căn pra vì dũ có ọt miên ở rõm thay ở rồi đầy đầy. Nơi phần này khẳng sát đám cứ miên ở bụt tông xâm lến rôn bây chùm nốn phí hay cả đá này cứ cần lấy xâm đạp dương đạp bệnh. Nhưng chắc miên này thay ở Mi Fat Fine này vì support chỉ mỗi bệnh này và tại bệnh những cái đạn lụa nơi khẳng cài. Chúng này nơi khẳng chuyến cứ miên ở dot connector xâm đạp ra cho mỗi nâng keyboard hay miên rôn mệnh nơi lời này mỗi tiện chẳng rôn mệnh viết sổ đọc tặng ớt cứ buồn cho mỗi nâng ở speaker có buồn crop được nè. Speaker viết luôn khăn từ luôn là ô mẹn tên mà ớt chanh ở bộ iPad Pro tế vì lưu khăn ngôm là ô hào ý cầm rật bạc viết có bục thông ngôn này. Mi Pad 5 này cứ miên ảnh răng tổng hôm đọc mỗi ý chia bộ phết IPS LCD miên cầm rật bằng 2.5 và mỗi rối còn nâng P.1 rồi học sập cầm rật tất bộ 1.5 support cho mỗi nâng HDR 10 nâng Dolby Vision phong đài. Tớ lơ cầm rật bần lứ về lột ớt đo tông 4.7 nít hơi chỉ mỗi nâng đăng xịt tệ trắng pi rồi chất sập buôn PPI chẳng mà tôi bây chỉ vị trí trắng LCD men bàn tay vừa bằng hai tập quan lên lên cứ bàn đặt sờ hơi chỗ bàn là o mềm tén ở vậy đại bị sai cứ vi miên là bướn refresh rate mà rồi mà phải hơi lại thuê cả ô bình chiên lên lên trắng nữa cứ miên phía smooth là o mềm tén chẳng ở tablet đồng lại bay rồi đồng lại chiếng hơi bàn cầm rất trắng phần này nhóm cách hai cứ vi clang mềm tén hơi vi lên pi đồng lại rồi bao vi xâm lạp ở Mi Pad 5 này cứ đập đá ca đòi Android đập mùi cho mùi nâng MIUI đập bầy. Đại MIUI đập bầy nâng cứ nhóm tơ tài thuê ca update VT. Bật xin dị dương tinh mà thông mây phía bằng phí bỏ máu cứ vì đập đá ca MIUI đập bì chất bàm. Mà phụ bọn đập đá ca viết cứ xử lạ lỗ mềm tên hơi. Ở version này nhóm do mà phải hay nhất cứ chỉ version chân tế. Phần tay vì ọt miên ca phí bạc ra rưu cầu rình nhé là nhá dễ tế. Vì miền càng bị thi chân môi chùm nốn đai đồng lắng mà sạp bằng tay nhóm ban ở uninstall với chào ở hơi. Xong rạp ở đồng ban đồng nắng chùm mối nâng ở control center cứ vi chạy đặt trên bị khía. Đầu dân ô bị chuyến cứ ở chia đồng ban notification. Trong này nơi kháng sạp này chia đồng ban control center. Nhưng chân bật xanh chỉ dương miền xa đồng nắng chả ớn có vì mơ tới vi ọt ở rình dây là nhảy đây. Bảo vi clean sẽ là sạch. Hai tờ lơ ca pra càng bị thi tu tới cứ dương ai bao ở càng bị thi ban bay nâng không bê tại mùi. Ủa tí hoa tha nhóm ở bài nhóm đại viên bất đề nhóm bài càng bị thi Facebook muối hay nhóm trong bài càng bị thi YouTube muối tiết bản chẳng dương ai pra càng bị thi phí nó không phải tại muối hay dương ai tiên về tui thông và đi tui thống bàn tam chất tam đồ hay càng bị thi muối tiết dương ai bài vì chỉ floating window lúc tí hoa tha ở Messenger bản nhóm ai bài vì floating window chẳng tới nhưng ai thua ca chat và đá hay ai mơ video và đá bàn chẳng vì miền phim nghe sửa đã xa tay con với thông bảo vì nghe sửa trên dương pra nên là smartphone smartphone về riêng của bạn xâm lắng mượn tịch tổng bệ con thông chẳng dương phở cam vị thi pi nông bê tại mũi có vì nghe sửa pra pra đại Mi Pad 5 cứ miền ở tổng hôm rèm pra mỗi trí hay từ lư ông chóng chám cứ vì miền chùm rơ mở rối mà phê pra mấy trí nông pi rồi hai sơ pra mỗi trí Prapra chip Snapdragon 860 đây chỉ chip khăn muối để nhóm anh dễ ban thay chip này dương ai prapi cho năm tiết của Vina tại ai ở đồng ná ca ban rồi luôn là ở đây chẳng từ lưu ca pra cam vị thi tu tới cư vi ọt bằng hai tế hai từ lưu game ủ thì họ đôi chỉ game ở Epic Legend nhóm ban sở đế cầm nót graphic viết đặt lăng đó cọp thêm đồng hai vì ai lên ba rồi luôn là ô mẹn tên từ lưu cầm đáy của vi ọt lăng đáy khăn nơi để dương lên du nó đây chẳng chẳng mơ nhóm xa bằng tay hoa nhạc ở phía bàn khuyên mà xâm ra bờ Epic Legend ấy cứ nhóm xa rẻ graphic bía nhóm đặt đó là Extreme HD hay frame rate cứ load ở đó Ultra từ lúc cổng đáy của vi online cái đáy khăn này nơi ở P để nhóm bàn tay lên với nó nhóm lên bàn bài chia mỏng máu ngay đá cổng đáy cứ online cái đáy khăn luôn tì chẳng xâm ra bình để cho chất lên game trả ấn nơi lưu ở trong thống nhóm cách hai vi chia tablet ở chung rơi lo mùi
Ê, lấy dương môn để dễ pi phần này camera rồi bỏ Mi Pad 5 như vinh mà đó. Xâm rạp ở camera khẳng mục vía cứ miên tổng hôn 8MP để vì ai thô rụp selfie ban ở mọt cho bà lỗ. Vẫn tại vì ọt miên mục nì portrait nụ tì. Hồi từ lưới cả thọt video vía support trong Full HD 30 frame. Trong này camera khẳng cao ấy cứ miên tay một crop tì. Bạn tổng hôn 8MP vì miên lương flash pi crop. Từ lời quân ập hiếp rung hiếp để thoát trên tỷ Mi Pad 5 này cứ viết phương ban là ô mẹn tên bằng những sông xa xa với đáy để tablet ở đồng lại bằng nét tại miền ở phòng camera là ô. Vì thoát rút nắp bếp ngay cứ chụp ban là ô cho mỗi cùng rất detail mod hai phần lưới của slow ban lư là ô cổ rốn. Contrast có khơi ở đất là ô đây. Vì có miền mục nghe này mốt xâm rạp phương ca thoát nắp bếp dụp đây. Hai từ lời ca thoát video cứ ai thoát ban đo 4K 30 frame sạch video với cứ mod cho ban là ô. Còn để thay vì ổn miên ở mục nghiên tục lùm nâng tỷ chắc là phải để dương thọt video cứ dương trời để xa đây ở nâng bẩn tịch. Môi vĩnh tiết có vi miên ở mục nghiên document để dương ai ca thọt nơi ai xa xem ban phim phim. Hai từ lưu tham ở bộ thamô xâm rạp ở Mi Pad 5 này cứ miên tổng hôn thamô bàm bây bôn bàm pi rôi mà phây mi li ổng bé. Từ lưu ca pra chạy xa đây bao nhiêu phải chăm ngay tu tớ. Bật xanh chìa bằng xây chìa linh ghém chả ơn tế bà pra trâm social media mơ video rồi có ca cổng san rồi có ca nghi ai tu tớ. Cứ viết xung ban và hai chia phẩm bay mong lợi khả năng chuộng. Hồi xâm rạp ca sạc thamố cứ viết support là bướng 37 vắt để dương ai chậm nái phê và hai chia tông pi mong xâm rạp ca sạc một phần. Còn tại đồng xác ọt miên nơi khả năng bỏ áp tế viết đồng đời dương tinh thang càng trang. Ok, chẳng tiền nít cứ chỉ lẽ khả năng xâm bắt robot Xiaomi Pad 5. Vì chỉ tablet đại miên rút riêng phần ngật sát vì mơ tới viết xăm mánh. Hồi ở với đại biệt cứ viên miên ảnh trọng thông cho bạn là ổ chỉ muối lửa bướn refresh rate mà rồi mà phải hết. Miên tham một bộ thông đại căn ban dũ. Miên cầm lăng mà sân khắng đại ai ổ từ lưu cam vị thiết và đôi chiếc game thông đại chênh nơi phê ni ban rồi luôn là ổ. Hay nâng miên propon camera đại ai thô rút ban xa tiền camera múc nâng camera cao. Ở với đại biệt cứ viên miên đồng lại trâm tại bây rối xa sắp rằm buôn đường la tê. Hai bản thân chỉ nét ở khía tinh tam app nó phê nít miên ca discount thêm ở phạm phía rồi tiệt. Chẳng xâm rạp tổng hôm chùm rơi rèm phạm mỗi trí. Ông trong trăm rồi mà phê phẩm mấy trí. Bây xe sắp phẩm 4 bảo ban phạm phía rồi tiệt cứ nơi sau tại tổng bây rồi xam sập đồn lá chiên thì. Và ai thạm bây xam phía thì. Hai xâm rạp ở chùm rơi mỗi tiết phía rồi hè sắp phẩm mỗi trí cứ miên nằm lại bây rồi can sắp phẩm 4 đồn lá. Bởi bởi tinh tam ép cứ miên ở pram phía rồi bản thêm chẳng là sao tung bay rồi chất xâm đồ lá chiên ấy tì. Đồng lại ní cứ thu thay khăn mẹn tên bản thân chỉ dương priếp thiệp ở vậy để vì ai thua bán hay đồng lại bánh ấy nhóm cách thà vì thu thay khăn. Bà priếp thiệp chủ mùi là thay bạp xem xế ai dễ bán thà riêng và bạp ở trên chủ mùi nâng Mi Pad 5 nền tịch. Bà bởi priếp chủ mùi nâng iPad 9 có tung đồng lại buôn rồi chiên pram rồi chiên này. Chẳng bản thân chỉ nét ở khu nếu thay vì cái hay trong bàn tablet mua đại ai bộc bình từ lưới ca nghe tu tơ của đôi chiếc ca cầm san rồi bọn nét ở khu nếu bàn rồi luôn lỗ. Nhưng cách hai Xiaomi Pad 5 này chia chủng rồi mua đó là ổ bộng phật. Bản thân chỉ lúc nét miên chẳng nạp bảo đóm ai mà rõ tình bán nơi cổ rộp xa khá tặng ớt rồi bọn hàng lụ tu tử xa đây ní cái. Ở con trang mệnh tên xong rạp ca tu xin nào rồi bọn nét ở khu nếu chăm chụp khu nếu nơi video cao tiệt.